Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì tập hôm nay mình đã trở về thế giới Overworld rồi các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện cái thử thách của các bạn nha. Bên đây nó có cái Pokéchest nè, để trước tiên mình sẽ mở cái PC lên. Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các thử thách mà các bạn đã đặt ra cho mình. Đó. Bây giờ mới có dịp, chứ mấy hôm trước mình ở bên thế giới Ultra. Đó. Để mình tìm, đây là con Ivysaur nha các bạn. Đó. Ivysaur, cấp 2 của con Venusaur đó. À, cấp 2 của con Bulbasaur chứ. Mình nhầm, và một con nữa là con Phoebus. Các bạn đã tìm mình rất, đặt thử thách cho mình rất là nhiều về cái con này rồi. Đây là Phoebus nha các bạn. Đó. Các bạn kêu thử thách là tiến hóa cái con Phoebus. Trong khi đó chúng ta phải cần cái Gris này nè. Đó, nó mới tiến hóa được Gris Scale. Cái vỏ, đây là cái vỏ đuôi. Cái vỏ của con Milotic đó, chính là cấp 2 của con Phoebus. Thì chúng ta mới tiến hóa được. Khá là khó khăn luôn. Nên tập này mình sẽ tiến hành tiến hóa cái con Ivysaur này thành Venusaur nha các bạn. Thì Ivysaur này tiến hóa rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ chỉ cần cho nó lên cấp 32. Cái con của mình đã đạt cấp 32 rồi, nên bây giờ mình chỉ cần cho nó lên một cấp nữa là nó sẽ tự động tiến hóa thôi. Quá đã luôn. Ờ, ngoài đây có cái Pokéchest này, chúng ta sẽ đi ra lượm cái con ơi. Lượm mày luôn nha con. Được cái gì đây? Iron. Rồi. Là những cái thuộc tính nữa. Quá là xịn luôn. Rồi, ngon nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành TP qua những cái tọa độ như sau. Đây là tọa độ 9300. Đó. Chiều cao là 80 và 4300 nha các bạn. Đây mình đã tìm ở trên chân bay rồi. Nếu các bạn chưa biết chân bay là cái gì thì các bạn thì mình cũng bó tay luôn. Đó là một cái web kiểu như nó sẽ tìm ấy thôi, nó sẽ tìm mấy cái địa điểm thôi mà. Đây, difficult là be full, tại vì bữa giờ mình đang bị lỗi. Và Pokéheal chúng ta ghi sẵn lệnh để tí nữa khỏi bị cực. Bên đây mình sẽ tiến hành tìm luôn một vài em, đó chính là Ship Tile. Đây, rất là nhiều em Pokemon luôn nè. Jetco và Robio luôn nha. Có con Benxit nè các bạn. Đúng, con Pokemon của Silent đó. Trời ơi, mình sẽ đặt chỗ này là Jungle nha. Trời, cái này thì quá đơn giản luôn. Ở vùng này chúng ta chưa có nhiều Pokemon. Chưa có nhiều Pokemon mà thuộc cái vùng Jungle này, nên mình khá là thoải mái. Mình qua bắt cái con Shiny Venibit này cái đã. Venibit, lượm luôn nha con. Con này thì Shiny đầu tiên của mình nè. Và nó đã được cập nhật thành màu vàng, màu cam các bạn ơi. Nhìn nó đã ta. Cái lấp lánh thì không nói rồi, nhưng mà nó màu cam. Văng nãy giờ tuần hụt thôi. Rồi, lượm mày luôn bằng Lý Phơ Bon nha con. Menafi, Menafi cấp 69 luôn mà. Có gì đâu phải sợ. Đó, xong một em nữa rồi. Shiny. Đó, các bạn thấy không? Đây là thành tựu Shiny đầu tiên nè. Còn Mankey thì mình chưa có, mình sẽ dùng cái con Ivysaur. Chúng ta sẽ test skill nó luôn. Chuckle. Wow, xịn nhiên. Chuckle, cào thôi. Chuckle tiếp tục. Cứ ở đây mà spam mấy skill này nhìn thôi. Đọc tí lèo lưỡi luôn rồi. Mankey. Ok, đủ rồi các bạn ơi. Mình sẽ bắt nó luôn bằng quả. Đâu rồi? Pokeball nha. Ai chết, mình bị sạc. Trời ơi, quên dùng quả Whitbon. Đáng lẽ nên cho quả Whitbon ra đầu tiên chúng ta sẽ có lợi hơn. Hay, chắc bây giờ phải tiếp tục. Nên dùng quả gì nữa ta? Có nên là Liverbon không? Liverbon. Không phải sợ nha anh em. Thì để ủng hộ mình làm tiếp những video kế tiếp, các bạn đừng quên ấn like, share, subscribe cho kênh. Đó, và nhớ ấn vào cái chuông nha. Menkey đã được bắt rồi, quá xịn. À, và một việc nữa mình muốn nhờ các bạn, đó chính là các bạn hãy qua cái kênh Fury Channel á, cái kênh cũ của mình á, để mà thông báo mình làm ở kênh Fury Gaming giùm nha. Tại mình có một vài bạn đang rất là muốn mình ra clip nhưng mà không biết mình làm ở đâu. Và bây giờ chủ kênh đó thì nói chung là cũng đang cho trong thời gian cho mình mượn kênh, nhưng mà người ta vẫn chưa liên lạc gì được. Hơi khó. Rồi, để bây giờ quay trở lại với em Joystick của chúng ta. Lụm mày luôn nha con. Con này là Pokemon hệ điện các bạn ơi. Joystick nhìn rất là cute luôn.
mình sẽ dùng Whitburn trước nha. Tôi đã không quên Whitburn nữa đâu. Pha hồi nãy bắt làm tốn mấy cái quả bon. Rồi, thành công luôn. Các bạn có thể thấy không? Whitburn nó có tác dụng rất là đã luôn. Mỗi lần đầu tiên chúng ta nên dùng Whitburn. Mà mỗi trận thì nên dùng một quả thôi, nó sẽ lợi. Bữa nay có một cái Poké Chest nè. Sẵn mình qua mình lấy luôn nha các bạn. À, mình thấy được rồi, đây. Thấy cái hình dáng nó ở đây rồi. Nhặt mày luôn nha con, chúng ta được Zing. Ồ, sao hôm nay được mấy cái này không vậy? Được Iron, được Zing các kiểu nè. Mình sẽ cho ba lô trắng qua đây đi. Để bên để bên kia nó khó sử dụng hơn. Xin lỗi các bạn nha. Hôm nay nó bị sặc dữ quá. Jungle, còn có con gì hot nữa không? Lại là con Joystick này nữa. Joystick này thì không bắt nữa đâu. Ngán lắm rồi. Mình sẽ đi tìm tiếp Pokemon Jungle cũng như là đợi mấy con Legend luôn nha các bạn. Ồ, Axew. Ồ, Pokemon cực kỳ dễ thương của chúng ta đây rồi. Rồi hôm nay mình sẽ dứt em Axew này luôn nha. Axew. Ngon. Tiếp tục dùng Double H. Skill đó nó sẽ làm mình vừa mất máu mà Pokemon đối thủ cũng mất máu luôn. Skill này là sát thương là 120. Đó. Rất là ghê luôn nha các bạn. Rồi, dùng Menti và tiếp tục spam Whitburn ra thôi. Axew nghe rất là dễ thương nha các bạn. Được rồi, Whitburn, Whitburn. Mày nè con, Whitburn thôi. Axew. Mình rất là khói con này luôn, con này cực kỳ dễ thương. Ui, không thành công, bắt khó quá vậy. Ây da, không thành công thì dùng Dustburn. Có gì đâu phải ngại. Axew, Axew cái các bạn ơi. Ngon nha. Và lần này chúng ta đã thành công rồi. Thêm một em Pokemon nữa ở vùng Jungle. Rồi mình sẽ đi tiếp tục thực hiện thử thách cũng như là bắt thêm các em Pokemon mà mình chưa có nha. Thì ở vùng Jungle này nó sẽ có những cái con huyền thoại, chính là Tabu Fini, Tabu Coco, Tabu Bulu và Tabu gì nữa quên rồi. Một con Tabu nữa. Quên mất tiêu rồi. Tabu Lily. Đó. Trời ơi, rất là nhiều con Pokemon luôn. Ôi, và chỗ này nó đang khá là giật các bạn ơi. Vào Jungle mà vừa mở Shader nữa nó giật lắm. Nó không nói chung là không có hiểu sao, nhưng mà hầu như tất cả mọi người ai vào cái vùng Jungle này cũng đều bị lắc cả. Máy mạnh thế nào cũng đều bị khựng một xíu. Nó rất là hay như vậy. Có thể người ta để cây cối qua đây quá là nhiều, mình phải lót rất là mệt. Con Rupin đó mình có rồi. Rupin. Và đây còn gì mới không ta? Mình sẽ thẳng tiến tới cái Poké Chest này coi thử có gì hot nha. Ê da, trời ơi, làm người ta đang nhìn đường. Tại sao chưa xây cái hố kỳ cục quá vậy? Thôi ở đó các bạn thấy không? Nó sẽ bị drop FPS như vậy. Lắc quá chân luôn. Thôi, chúng ta cứ để Shader vậy đi, cho nó đẹp mà chịu lắc một xíu. Rhymap. Con này với con Mankey nó giống vậy. Hình như là bật tiến hóa của Mankey. Có thể là như vậy các bạn ơi. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà nó khá là giống nhau đó. Cứ tackle nó thôi. Mình lại tackle nó. À vâng, bắt nó đi. Bắt luôn bằng Whitburn. Whitburn. Mình sợ tackle nó sẽ chết luôn đó. Ây da, không thành công rồi. Khó vậy. Dustburn. Có gì đâu. Có thể là do mình đang dùng cái con Ivysaur nên con này nó không chịu thành công. Để mình sẽ đổi qua những con Pokemon level cao hơn. Hồi thử xác suất bắt Pokemon nó sẽ như thế nào. Như là Entei nè. Entei coi thử mày dám không thành công không. Các bạn thấy không, Entei của mình rất là bự luôn. Tính từ hôm bữa tới giờ mình đã có được hai em Legend hả ta? Hai em hay là ba em nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa. Và tại vì Legend nó xuất hiện rất là ít luôn. Ôi ôi. Menafi, Enti và con cuối cùng là Khi kèo dẻo. Ba con huyền thoại. Thôi mười mấy tập, 11 tập ba con huyền thoại. Lần trước mình chơi có một tập và một đống con luôn. Để mình kết thúc series này, mình sẽ mở thêm mấy series mới như là Hexic và cũng như là Crazy Crab, cũng có thể là Bismuth Generation luôn nha các bạn. Ồ đây, Pokéjet. Ủa, nó cho mình HP up nữa nè. Ồ, nãy giờ có vẻ nó được cái này hơi bị nhiều. Bỏ được vào cái ba lô trắng nè. Nó được mấy cái này hơi bị nhiều nha. Không biết cái gì luôn. Ồ, có con nấm nữa các bạn ơi. Con nấm này nó gây mê cho mình nè. À, Rupin hả? Trời ơi, từ từ, để mình xử con nấm này cái đã. Đây, Gloom.
Ồ, nhớ con này rồi. Con này hình như nó có hai dạng tiến hóa. Bây giờ mình mới nhớ. Một dạng là tiến hóa bằng sinh tôn, no. Và một dạng tiến hóa bằng level sao á. Hình như là vậy. Nhớ mang máng ở season trước thôi. Ok thì có gì các bạn cứ qua kênh Fury Channel và thông báo cho mọi người ở bên đó là mình đã chuyển kênh qua kênh Fury Gaming rồi nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Hồi ôi. Giờ mình đang chờ chủ kênh đó cho mình mượn để mà thông báo cho mọi người chứ. Giờ là không được rồi. Ây da, skill gì đẹp quá vậy? Chuyển qua anti nào. Wow, con này skill rất là đẹp các bạn ơi. Chỉnh như vậy mới ngon chứ. Chiều bắn vào rồi xong nó còn lan ra nữa chứ. Kinh khủng đó. Lần này thì phải thành công chứ. Nó không có thất bại như mấy lần trước nữa. Mankey, lại gặp mấy con Mankey, Mankey Prime Map gì nè, rất là nhiều luôn. Chúng ta không cần đâu. Venibit. Con này hồi nãy mới bắt rồi, bắt con xe đi rồi, không cần mấy con này đâu. Đây. Con này là cái con Pokemon mà Silent sợ nè các bạn. Đây là Purloin. Pokemon tham lam. Rất là gian xảo. Ta sẽ đổi qua con NT. Bắt nó luôn bằng quả Whipple trước nha. Đâu rồi? Whipple luôn ở dưới. Đấy. Purloin hả mày? Lụm mày luôn nha con. Đây, ngọt ngào luôn. Ở trên có con dơi kìa. Mấy con dơi này. Trời, nãy giờ sao không có đấy. Pansy. Nãy giờ mình đang nói là sao không có mấy con Pokemon mới. Ai về nó xuất hiện luôn. Đây, một trong ba con khỉ của hội quán trai hội quán gì mà của Selen đó các bạn. Trời ơi. Rồi, đủ rồi. Chuyển qua NT mới bắt được. Giờ mình mới biết khi mình bắt Pokemon chúng ta phải chuyển qua Pokemon level cao hơn. Ồ, chúng nó mới sợ. Rồi, Whipple đi các bạn. Đó, Whipple luôn. Sao phải xoắn nha. Thành công ngay. Wow, và Ivysaur của chúng ta đang tiến hóa rồi các bạn. Nó lên cấp 33 rồi. Thì con Ivysaur này cấp 32 là tiến hóa nha. Nhưng mà do cái con này sinh sản trong tự nhiên á nên nó có thể có được cấp 32 luôn. Đó. Rất là xịn luôn. Đây. Ôi và chúng ta đã bị kẹt rồi, không thể nhìn được nó. Ồ, bây gì vậy? Peter Dance, mình sẽ thay bằng mấy skill nào đây? Switch này đi. Switch. Ivy Venusaur. Vẫn như ngày nào. Nhìn mặt khá là ngu nhưng mà con này thì nó nhỏ quá. Tiến hóa lên Mega thì chắc cũng được, to to hơn một xíu. Ồ, có con Scissor hả các bạn? Con cấp 2 của con Sider. Chúng ta sẽ giết nó thôi. Con này mang hệ thép và hệ sâu nên nó sẽ gặp, nó bị hệ lửa khắc chế rất là cao luôn. Nó sẽ bị hệ lửa đánh ít 4 sát thương đó các bạn. Con này là xác định rồi. Thánh hỏa nè con. Đánh tao cũng đau đó. Bị cháy luôn. Và lần này thì mày xác định chết rồi đó. Mày hả con? Ồ được. Lunalium Z. Quá xịn. Và một cái đây, Scissor Knight chứ, mình quên. À con Mankey này. Muốn kiếm chuyện với tao hả? Peter Dance. Ủa các bạn thấy hiệu ứng skill không? Wow, Tomato Berry không cần đâu, vứt đi. Ồ bên đây còn gì nữa đây? Venibit, gặp mấy con này hoài. À hiệu ứng skill quá là đã luôn. Nói chung mình đã cuối cùng thực hiện xong cái thử thách tiến hóa em Venusaur rồi nha các bạn. Đây, tập hôm nay chắc được một thử thách thôi. Thử thách con Milotic thì mình hơi bị khó khăn để khi mà thực hiện. Tại vì không có mấy cái wrist scale, mấy cái vảy đó không có. Xui quá nha. Đây, để qua đây làm cái Pokéchest coi thử nào. Qua bên đây, qua bên đây. Ai dưới đây sâu quá vậy? Sâu quá nha. Pokélut, Pokéchest nó nằm ở đâu vậy? Thôi ôi, nằm bên đâu? Chắc nằm ở dưới chân mình quá.
Ôi, chắc mình sẽ không nhặt mấy cái này đâu, nó hơi bị tốn thời gian một xíu. Chúng ta sẽ đi kiếm những con Pokemon mà mình chưa có, nó sẽ hay hơn. Đó. Ây da. Cũng như cho mấy cái con Legend nó có thời gian để mà xuất hiện nữa chứ. Legend hôm nay xuất hiện gì mà ít xỉn à. Ô, các bạn có thấy gì không? Mấy cái lá nó tự rụng các bạn ơi. Oh, what? What, 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 what? What the hell? Cái cây ma ám hay cái gì vậy? Thôi, chúng ta thu phục cái con Kecleon đi. Kecleon. Wow, con này rất là đẹp luôn. Hồi nhỏ mình rất là thích vẽ Pokemon và mình hay vẽ con này đầu tiên nè. Con này đầu tiên trong một cái cuốn tập của mình đó. Hồi nhỏ mình có một cái cuốn tập mà lúc nào cũng vẽ Pokemon trong đó. Nói chung là cần cái hình mẫu là chúng ta đã vẽ đúng rồi. Kecleon cuối cùng cũng đã vào tay mình rồi, xịn nha. Oh, Weepinbell, con này mình có rồi. Chạy 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 chạy. Để nó lại gần nó dí mình nữa. Dùng Swanna để bay luôn. Thì dòng mấy con Pokemon bay á, bình thường nó đã lắc rồi. Và vào jungle nó sẽ lắc hơn. Tại vì bay tốc độ nó sẽ nhanh hơn chạy và chúng ta sẽ load map nhiều hơn. Bên đây có con gì đây? Con gì đây? Ủa, à phải con gì? Nhìn tưởng một con Pokemon nào. Hôm này hả? Venomoth mình chưa có. Con này là con bướm đêm nè các bạn. Venomoth. Eslat nó đang còn. Thuộc hệ sâu là chết. Parrot cũng chết luôn. Mấy con này cấp thấp. Mới có 40 mấy thôi nhưng mình không có sợ. Không có sợ gì cả. Quá nhanh luôn. Và Venusaur của chúng ta đã đạt được cấp 34 rồi. Mình sẽ tiếp tục kiếm thêm em Pokemon. Khôi thử. Bên đây còn con nào mới không? Bellsprout mình cũng có luôn. Ôi ôi. Trên đây có gì hot? Wow, một cái vùng jungle cực kỳ rộng lớn, cực kỳ lắc và cực kỳ hiếm. Ở đây có con Pikipet nè các bạn. Pikipet lên nhất nó luôn. Con boss hả? Nó nằm ở đâu vậy? Chắc nó nằm ở dưới các bạn. Chúng ta sẽ đi xuống dưới xem nào. Xuống dưới đây có không? Dưới cũng không có luôn. Tiến hành đào xuống thử thôi. Vậy không phải ở dưới rồi. Nó ở trên, nó ở trên. Ây da, ây da. Kèo này là không ổn. Cho nó lên trên. Hình như chắc nó ở trên cái cây cao quá. Hay không? Cái con Caterpie này. Sao mày lì vậy hả? Có chút ẻo mà cũng lì nữa. Pikipet của chúng ta nó ở đâu rồi? Trên cây đúng không? Lên trời mày luôn. À, trốn ở đây. Ủa, con này rất là đẹp các bạn ơi. Ủa, mình chưa thấy ở trong mấy season trước. Wow, xịn nha. Pikipet. Rebirth nè con. Thánh điểu nè. Đây là thần điểu quả cảm các bạn. Cái skill cái tên nó như vậy. Ok, đợi với con NT đi. Chúng ta sẽ đốt nó cho nó lẹ. Đây có hiệu ứng Fire Spring, Fire Spin nè. Ôi, nó không trúng hay sao á. Bây giờ mới trúng nè. Cái hiệu ứng các bạn có thấy không? Wow, mình coi chưa kỹ. Hiệu ứng thì rất là đẹp luôn ha. Đó. Lucky S, lụm cái này thôi. Rồi sẵn vứt mấy cái này đi. Đó, ngon. Mày mới hấp dẫn. Ồ, trên đây nhiều bóng ngon quá vậy. Metapod nè, Mankey hay Rhymap gì nữa kìa. Thôi mình sẽ bay lượn tiếp tục nha các bạn. Bay lượn tiếp tục. Mở map về phía bên này thôi. Còn em Pokemon nào mới không vậy? Trời ơi. Lâu lâu mới qua được chân gồm một lần mà sao kỳ quá vậy? Đây có con gì đẹp lắm nè. Chatot. Con này thì season trước nó có rồi. Chúng ta không cần phải lo ngại. Cho mày một hit nè con. Chatot. Cấp 30 hả? Rồi. Hiệu ứng skill thì đẹp đấy. Ngầu đấy. Whitbon thử xem. Này thì hiệu ứng skill ngầu nè. Chờ mày chết nha. Ôi dạ, nó thoát khỏi Whitbon rồi. Con này khó chơi. Lại hiệu ứng skill. Ghê đó. Bật cái bon. Hiện tại không biết dùng quả gì. Chỉ có bộ cái bon và Ultra Bon để bắt mấy con nó nằm ở tầm trung như thế này thôi. khó ăn quá. Mình sẽ tiến hành. Ui, nó ru ngủ mình rồi.
Mình hy vọng mình qua nổi 3 hiệp hay là 5 hiệp gì của nó nha. Ây da, một hiệp và cấu rất là đau luôn. Ây da, hiệp thứ hai cũng vậy, cấu còn có 6 máu à. Và hiệp thứ ba chúng ta đã thoát khỏi trạng thái ngủ nhưng mà vẫn bị đánh. Vẫn bị đánh tới chết luôn. Lần này thì sử dụng Liverborn thử nha các bạn. Con này có vẻ cứng đâu. Ủa có con Bermon gì bay bay nữa kìa. Mình nhắm con đó rồi. Liverborn không thành công. Ây da, mình mới nói nó xong nó bay ngược lại. Con chim này sợ chết hả? Sợ bị tao bắt hay gì? Rồi, lần này thì cho mà chạy. Khó ăn quá, khó ăn quá. Tamepon đi nha. Tamepon. Lần này để coi mày có thất bại nữa hay không. Đó, phải như vậy chứ, sao mà thất bại được nữa. Ok, mình sẽ đuổi theo cái con chim đó. Thử nó ở đâu là. Mới bay ở đây mà sao đi mất tiêu rồi. Ồ, bên đây, bên đây. Bên đây các bạn ơi. Ồ, hai con luôn. Wow. Wow, ôi, quăng không trúng rồi. Và nó đang rất là lắc, tại vì jungle nó đang tiến hành lót nè các bạn. Đây là trâm, trâm, trâm bít. Ok, trâm bít. Chơi mày luôn nha con. Wow, cấu nhiều máu đó. Rồi, bây giờ là đủ rồi. Chúng ta đổi qua anti và tiến hành cho quả Whipball ra thôi. Cứ thu phục Whipball là như vậy các bạn. Rất là đơn giản luôn. Whipball. Đâu rồi? Whipball. Hiện đội Pokemon nó hơi bị lắc nha. Lót lâu quá ta. Ủa có con gì bay bay các bạn. Ủa con khủng long. Nó bay bằng hai cái cánh. Ủa con này nó giống cái dừa á nha. Ngon luôn. Rồi mình sẽ săn nó thôi. Đây là con gì đây? Chobius. Trời ơi. Con này nó vẫn chưa fit lại cái tester. Ôi, nhìn nó không có nụt nà như mấy con của mình. Trời ơi, nhìn xấu quá nha. Ừ. Cho mày một skill nữa nè con. Rồi, và ôi nó hiểu. Nó hút cái gì các bạn? Nó hút năng lượng tự nhiên và nó truyền vào cái con. Truyền vào con anti của mình, gây sát thương nè. Đau nha. Chúng ta có thể thu phục nó bằng Whipball thôi. Mấy cái này thì easy. Cho thoải mái luôn nha. Và lần này chúng ta đã thành công luôn. Quá xịn. Phải như vậy chứ. Trời nó cũng gần tối luôn rồi. Để mình đi tiếp tục kiếm em một cái mon tiếp nha. Ây da, mở rộng về hướng này. Hướng bên này mới đúng. Ồ, ôi. Pokemon này lắm thế nhờ. Con này con gì đây? Ồ, Venipede, con này có rồi. Sao có rồi mà nhìn nó lão vậy? Trời ơi, chết tôi luôn á. Wow, hướng này cây cối rậm rạp quá, đi rất là mệt luôn. Bay tiếp thôi các bạn ơi. Cứ bay một xíu chúng ta nghỉ. Ồ, mình phát hiện ra cái Jungle Temple rồi. Xịn nha. Ngôi đền trong rừng cuối cùng cũng đã bị phát hiện. Mày đã ngủ yên trong rừng quá lâu rồi. Giờ tao sẽ xuống khám phá mày thôi. Đây, cổng vào đây nha các bạn. Ngôi đền này thì nó sẽ có một cái rương. Và lâu quá rồi mình cũng không có vô lại cái đền này. Để mình coi cái sợi chỉ nó nằm ở đâu vậy. Ủa, cái này không phải sợi chỉ. Cái này chỉ là cục đá thôi. À, sợi chỉ. Đây, đây, đây. Sợi chỉ. Ừ, vẫn bị bắn các bạn ơi. Ghê, ghê, ghê. Khá là ghê. Đập mấy cái này ra hết. Đập cái cọng chỉ cuối cùng này ra luôn. Và bên đây sẽ còn một cái cọng chỉ tiếp nha các bạn. Restore này đúng không? Ồ không phải, không phải. À cọng chỉ nằm chỗ này. Trời ơi. Hack não tôi hả? Và chúng ta đã được. Ồ. Được mấy thỏi vàng thôi. Tưởng gì hot chứ lắm. Hey, đồ đạc cũng không được gì đâu. Mình sẽ vứt cái Peter này đi. Chúng ta sẽ tiến hành mở cái cửa nha. Giải mã. Chúng ta sẽ giải mã cái kho báu bí ẩn ở đây. Ở ngoài có con boss Pinsir kìa. Để tí tôi giải mã xong tôi ra tôi chiến với Pinsir luôn nha. Ở đây như thế nào? Ồ, vẫn không được. Trời ơi, không ổn rồi. Phất cái cây tên ở đây đi.
Rồi như vậy thì sao? Ơi ơi, vẫn chưa được các bạn ơi. Vậy mà hơi bị đau đầu một xíu. Như đây nó chỉ thụt vô một ô thôi. Trời ơi, tại sao lại lầy quá vậy? Và lần này, ôi không mở ra luôn. Ôi bữa nay chúng ta có thể đi qua được nè. Wow, cái chỗ này xịn nè. Jungle Temple. Vậy được chưa? Vẫn chưa được, chưa chịu. Lên phát nữa nè. Rồi, rồi, gì có chịu chưa nè? Gì cũng chưa chịu luôn. Tôi đau đầu quá. Ôi ôi, dây má hơi bị mệt các bạn ơi. Và nó đang bị lắc nữa kìa. Rồi, ba cái bật lên như vậy thì sao? Ồ, ba cái bật lên như vậy là đúng. Ồ, các bạn nhớ cho mình nha. Đây thì rất là nhiều đồ luôn. Và chúng ta được một cây fan, một cây quạt các bạn ơi. Ồ, quá sướng. Mình cất đồ hết vào trong đây. Được một cây quạt luôn. Xịn nha. Rồi, lắp cái này lại. Đáng sợ quá. Đi ra giết con Pinsir này thôi. Pinsir hả mày? Cho Swanna của tao giết mày luôn. Ấy, chưa kịp hó hé nó đã cho đi về Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn rồi. Cho anh Tây đốt mày nè con. Mày tưởng mày ngon. Mày bị cháy rồi. Lần này mày chết chắc. Lần này thì mày chết chắc. Thấy đau không con? Thế con Robin kia đừng có kiếm chuyện với tôi nữa. Đi chỗ khác đi mà. Mày thấy đau không con? Ồ, hiệu ứng skill rất là đẹp nha các bạn. Ồ, ai da, mình lỡ mất cái viên đá mega của con Pinsir rồi. Giết cái con Robin này kìa. Con này sẽ cứ cản đường của tôi. Kỳ quá nha. Chơi mà cản đường hai mày. Đây. Đó. Cuối cùng đó, có đá mega của Pinsir rồi nè. Xịn xịn xịn. Vẫn chưa có đá mega của mấy con như là Venusaur. Đang khá là cần đó. Và Tyranitar nữa. Thôi ôi, Tyranitar mình có đá chưa nha? Mình chưa, cũng không nhớ nữa. Hay, mới thấy con Pokemon ở đây đâu rồi. À, đây đây đây. Hồi Benchis. Pokemon của Silent. Rất là ngon luôn. Chúng ta sẽ cho nó Whipple ra trận thôi. Ha ha. Phải xình như vậy mới được. Ờ, thành công ngay. Quá đã các bạn ơi. Ồ, bên đây có con... Ồ, hình như cái con chim boss hồi nãy đúng không các bạn? Ồ, nó nằm ở đâu vậy? Như nằm trên cái ngọn núi nè. Ồ, nó ở đây, nó ở đây. Ờ à. Bikibet, cái con hồi nãy nè. Cái con boss hồi nãy. Quá xịn luôn. Whipple và thẳng tiến thôi. Phải như vậy mới được chứ. Ờ, lại theo em Pokemon nữa ở vùng jungle và PC của mình rồi. Nó phải là xịn. Xịn lắm luôn. Thật ra sâu cái bật loot này nó bị lỗi hay gì mà nãy giờ bị vậy vậy? Bị lỗi hay gì mà bị như vậy hoài vậy? Ồ, đây đây đây. Cấp 2 của con Venibit hay là Wurlibit nha các bạn. Tên càng ngày càng khó đọc luôn. Wurlibit. Rồi, cấu như đó là đủ rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua con NT để mà dùng Whipple cho nó sợ. Whipple. Đâu rồi? Whipple. Wow, con này nhìn giống như cái bánh xe gai nha. Nè, trời mà chết đi con. Ồ, không thành công. Wow, nó đánh lại mình luôn. Ghê ghê ghê. Ờ, Dustpelt. Coi, để coi mày được bao lâu nha con. Và lần này đã thành công rồi. Quá xịn. Venusaur cũng như ta đã lên được cấp 20, à 35 luôn rồi. Bên này thì có con Mankey. Ây da, nhảy không tới. Ây da, bị rớt xuống lỗ ồ đó chứ. Chán thật. Mankey ở đâu? Mình sẽ đi tìm nó và giết nó luôn nha. Mankey. Ở dưới luôn hả? Ồ, con này ghê vậy. Ồ, không có ở dưới, vậy là ở trên rồi. Trời ơi, làm tôi tấn công tôi nhảy xuống. Lấy Swanna bay lên thôi các bạn ơi. Đây, nó lại gọn gàng lắm luôn. Đây, Mankey xanh lè của chúng ta đây. What an incoming Mankey hả mày? Sẽ dùng skill này nha các bạn. Metal Dance. Ồ, ra là hiệu ứng skill nó như vậy các bạn ơi. Quăng mấy cái lá vào.
Ôi, đã nha. Đổi qua NT thôi. Dùng được một skill Battle Dance phát là xong chết luôn. Nó NT thì quá đơn giản luôn, quá gọn gàng. Ồ, Venibit lại một con boss nữa nè. Sao boss ra nhiều quá vậy? Hết boss luôn rồi. Nó bị biến mất tiêu luôn. Trời ơi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Ngày hôm nay mình đã thực hiện xong thử thách tiếng hóa em Venusaur rồi nha. Còn về thử thách tiến hóa Amphibus thành Milotic thì hẹn các bạn ở một video nào đó khi mình đã có cái rescale. Thì nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.